Thu Huyền rất vui khi được gặp lại bà con trong chương trình Nhà Nông Làm Giàu được phát sóng trên kênh 3N VTC 16. Thưa bà con, 4 năm trở lại đây, trên đồng ruộng của bà con tại xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội luôn treo những tấm màu hay là hộp như thế này. Không phải để trang trí, những vật liệu này đang giúp người trồng rau nơi đây diệt sâu bọ gây hại hiệu quả hơn. Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 15 km về phía nam, một vùng đất màu mỡ ven sông Hồng. Đây là nơi sản xuất rau màu lớn thuộc xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì. Mỗi ngày, hàng tấn rau các loại được cung cấp ra thị trường có nguồn gốc từ đây. Một trong nhiều sản phẩm đó là đậu đũa. Thưa bà con, đậu đũa là một trong nhiều loại cây trồng bị rất nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại và sau khi thu xong một lứa quả thì thông thường cây sẽ bị vàng và rạc hết. Tuy nhiên tại đây thì cây vẫn còn rất xanh tốt và tươi đẹp. Và một trong nhiều bí quyết của bà con nơi đây đó chính là bẫy bả màu xanh như thế này. Đã trồng đậu đũa hơn chục năm nay, ông Chu Văn Thanh và nhiều người dân hợp tác xã Đại Lan luôn lo lắng vì bọ trĩ, sâu khoang và sâu đục quả gây hại. Thế nhưng kể từ khi treo bẫy màu và bẫy pheromone trên ruộng từ năm 2013, nỗi lo sâu hại đã không còn nữa. Ruộng rau tươi tốt, tỷ lệ đậu quả cao mà sản phẩm lại an toàn. Bẫy bả này mà do năm nay mà bà con ta áp dụng được thì là sự phát triển nó tăng hơn so với những bà con chưa áp dụng được thì nó được 70% trở lên. Giảm chi phí rất là nhiều vì bơm thuốc. Thứ hai là nếu như đã có cái bẫy bả này không cần bơm thuốc, bơm rất hạn chế, đỡ được công là một mấy thai mà có thu nhập. Chứ nếu không cái bọ nhảy mà nếu nó với mùi rau thì không được thu nhập. Bẫy màu và bẫy pheromone là công nghệ do Trung tâm Rau Màu Quốc tế phối hợp với Viện Khoa học Việt Nam chuyển giao và thực hiện trên đồng ruộng của bà con hợp tác xã Đại Lan, Duyên Hà 4 năm nay. Nguyên lý hoạt động của hai bẫy này dựa trên đặc tính của sâu hại. Với bẫy màu, trên cơ sở là côn trùng thích ứng màu sắc khác nhau mà các nhà khoa học đã tạo ra bẫy màu sắc xanh, vàng và phết keo lên tấm màu đó. Khi thấy các tấm màu, côn trùng bị hấp dẫn nên lao tới, dính vào keo và không thể thoát ra được. Bẫy pheromone là bẫy mà ở đó các nhà khoa học đã chiết xuất ra mùi của sâu trưởng thành đực để dẫn dụ con trưởng thành cái đến. Tại bẫy, lớp keo dính cũng được phết lên. Trưởng thành cái đến bị dính vào lớp keo, không thể thoát ra được và bị tiêu diệt. Đây là bẫy pheromone. Và pheromone thì chỉ dẫn dụ các cái loại côn trùng chứ không phải tất cả các loại côn trùng. Đặc biệt là cái bẫy này thì dẫn dụ cái sâu đục quả và sâu khoang. Thì hiện nay chúng tôi là sử dụng cái keo để là tiêu diệt chứ không phải sử dụng hóa chất như là các sản phẩm đang thương mại. Cái này không chỉ đậu đũa mà làm cả trên rau cải ăn lá. Với cái con mà con nó làm cho cái lá cải nó bị lộ chỗ, tức là coi là sâu bò nhảy đấy. Thì lâu bao nhiêu đời nay chúng ta vẫn chưa giải quyết được. Và hy vọng rằng dự án này đi theo con đường của dự án này thì vấn đề này sẽ được giải quyết một cách bài bản. Sử dụng bẫy màu và bẫy pheromone không tốn nhiều chi phí. Bởi với một bẫy pheromone có thể đặt để diệt sâu đục quả trên diện tích 90m², còn một bẫy màu là cho diện tích 60m². Thời gian thay một bẫy là khi sâu hại bị dính kín hết bề mặt bẫy. Tuy nhiên hiện tại, việc sử dụng các bẫy màu mới chỉ dừng lại ở từng khu vực của dự án rau an toàn. Khi mà thấy được cái hiệu quả của các cái sản phẩm này thì các cái công ty ở Việt Nam sẽ làm việc trực tiếp với lại các cái đối tác từ Đài Loan, từ Ấn Độ để làm thủ tục nhập các sản phẩm này về để thương mại hóa các cái sản phẩm này cho bà con. Để nông dân nhanh chóng tiếp cận được các công nghệ sản xuất rau sạch mới, chính phủ cần hỗ trợ để đơn giản hóa các quy trình, giúp các công ty tư nhân có thể nhanh chóng giới thiệu công nghệ mới cho nông dân. Như trong dự án này chẳng hạn. Tại Duyên Hà, diện tích trồng rau là khoảng 55 ha. Vốn có truyền thống trồng rau nên việc sử dụng bẫy bả sinh học sẽ giúp tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Tôi 100% có 90% các hộ gia đình bán lẻ thì người ta bán ở các cái khu vực mua kiosk này hoặc là bán thuê ở các cái cửa nhà này, là người bán chuyên cho người quen thì rau phải đảm bảo chất lượng. Bẫy màu và bẫy pheromone được sử dụng để diệt sâu hại trên cây đậu rau và cây rau cải. Không chỉ diệt sâu, loại bẫy này còn giúp ích cho bà con có thể dự tính, dự báo được thời điểm sâu gây hại mạnh.
Theo các nhà khoa học, để hiệu quả phòng trừ đạt cao, việc sử dụng bẫy phải thực hiện đồng loạt. Và khi mật độ sâu cao, cần kết hợp với sử dụng thuốc trừ sâu sinh học.